được phối hợp rất hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Hải Yến, đường chuyền dành cho Huy Như, cơ hội dứt điểm đi, một tình huống phối hợp tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Bàn thắng đã tới với chúng ta và người lập công là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng Naysport. Cảm ơn nhãn hàng bia Sài Gòn, nhà tài trợ kim cương SEA Games 31 đã đồng hành cùng Naysport. Các quốc gia khác cũng đã có mặt tại World Cup, đó là Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp và Đan Mạch. Và đây là những cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn cho trận đấu ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cô gái của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ truyền thống sẽ bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý bạn. Trận đấu đã bắt đầu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đường chuyền của Dương Thị Vân. Đây là Tuyết Sung. Đưa bóng vào, Nguyễn không vào. Quá đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời dành cho cầu thủ nữ Việt Nam. Đó chính là điều mà chúng ta chờ đợi. Sau khi cướp được bóng từ phía cầu thủ Philippines thì cô gái áo đỏ đã tổ chức tấn công rất nhanh. Vẫn là những cái tên đáng chờ đợi nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung và Huỳnh Như. Chúng ta đã ở rất gần với bàn thắng mở tỷ số rồi. Một chút nữa thôi. Không được. Cầu thủ Philippines lại cắt được bóng. Khá nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đầu tiên đã tới với cầu thủ Philippines. Trong tình huống vừa rồi thì Trần Thị Kim Thanh cũng đã rất nỗ lực để đẩy trái bóng ra khỏi khung thành. Nhưng đó là một pha dứt điểm khó. Philippines đang cho thấy họ thực sự là một đối thủ đáng gờm với những đội bóng giàu truyền thống tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam chúng ta. Những bài tấn công bóng bổng của Philippines là thứ vũ khí khiến cho hàng thủ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn từ đầu trận. Và bây giờ thì họ đã thành công với bàn thắng mở tỷ số. Hoàng Thị Loan dứt điểm ngay. Hoàng Thị Loan mới trở lại sau chấn thương. Bây giờ là quả phạt góc và đang đứng trước bóng là Tuyết Dung. Quả đá của Tuyết Dung. Đây đâu? Một cơ hội tốt dành cho cầu thủ Việt Nam. Và lại là Bích Thủy. Cầu thủ thi đấu rất ấn tượng từ đầu trận. Tuyết Dung đã từng ghi nhiều bàn thắng từ những quả đá phạt góc. Bởi vậy mà đây có thể xem là một niềm hy vọng để tìm kiếm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong những thế trận như thế này. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Đây là Tuyết Dung. Quả tạt của Tuyết Dung. Huỳnh Như không vào. Và xử lý kỹ thuật của Huỳnh Như. Ít phút đã qua thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi. Những cơ hội đã đến với chúng ta. Dấu hiệu rất tích cực. Và khả năng có được bàn thắng cho cầu thủ Việt Nam đang được thắp lên so với quãng thời gian trước đó, khi mà chúng ta rất khó để có thể tiếp cận khung thành của cầu thủ Philippines. Những người lúc này đều đang đứng sát được pit để có thể chỉ đạo các học trò. Đường chuyền hợp lý. Những pha xử lý rất kỹ thuật của cầu thủ áo đỏ. Bóng được chuyển sang cánh phải cho Bích Thủy. Trọng Biên. Đưa bóng vào. Nguyễn. Dứt điểm. Vào. Một đều cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng là của Tuyết Dung. Những nỗ lực lên bóng trong thời gian vừa qua của đội chủ nhà đã cho lại thành quả. Liên tiếp những cơ hội và bây giờ chúng ta đã có được bàn gỡ. Niềm vui của các cổ động viên trên sân vận động Cẩm Phả. Sau bàn thắng này chắc chắn tinh thần của các cầu thủ viên Mai Đức Chung sẽ lên cao. Một trận đấu thực sự hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.
Một lần nữa chúng ta lại thấy được dấu ấn của Bích Thủy trong bàn thắng này. Cô chính là người đã có đường chuyền lên phía trên, rất hợp lý để cho Thủy Trạng tung đường căng ngang vào phía trong. Tuyết Dung cũng đã tận dụng tốt thời cơ của mình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Mặc dù cú dứt điểm đầu tiên không chính xác, nhưng Tuyết Dung vẫn có thể xoay trở rất nhanh. Một đợt phối hợp rất hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Hải Yến, đường chuyền dành cho Huy Như. Cơ hội, dứt điểm đi. Một tình huống phối hợp tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Bàn thắng đã tới với chúng ta và người lập công là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Một tình huống phối hợp tấn công cực kỳ sắc nét của cầu thủ Việt Nam. Và kết quả là bàn thắng thứ hai, 2-1 dành cho cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 50 của trận đấu, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp này. Hải Yến là người đã đưa bóng vào vòng cấm địa cho Huỳnh Như. Huỳnh Như chuyền bóng cho Thùy Trạng, mặc dù vấp phải sự truy cản rất quyết liệt của các hậu vệ Philippines, nhưng tiền vệ số 8 của chúng ta vẫn có thể tung ra cú dứt điểm. Đây là Bích Thủy. Huỳnh Như, đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Quang ơi, Tuyết Dung, vẫn là Tuyết Dung. Những pha xử lý tự tin quen thuộc của Tuyết Dung. Tiền vệ đã từng hai lần giành danh hiệu quả bóng vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung tại SEA Games 31. Cơ hội dành cho Philippines. Dứt điểm. Không được. Một tình huống khá nguy hiểm khi mà Quezada đã có được cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của chúng ta. Dương Thị Vân cũng đang bị đau và cần tới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Các cô gái của chúng ta ngày hôm nay đã chiến đấu rất kiên cường trước một đối thủ mạnh hơn nhiều về thế lực. Cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng Nesport. Cảm ơn nhãn hàng bia Sài Gòn, nhà tài trợ Kim Cương SEA Games 31 đã đồng hành cùng Nesport.